Vâng, xin được mến chào quý vị gia chủ đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng. Nhìn chung số của nữ chủ tốt đẹp và gặp nhiều may mắn, công danh tiền tài phát triển mạnh vào thời trung vận và hậu vận. Hơn nữa lại còn có lộc về con cái. Vậy thì cụ thể các phương diện này sẽ được làm rõ qua những phân tích tử vi chọn đời của bản mệnh như thế nào. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem phần luận giải chi tiết sau đây. Gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Tốn, mệnh thiên thượng hỏa, lửa trên trời, xương con dê, tướng tinh con giái. Cuộc đời nữ mạng Kỷ Mùi có thể được khái quát qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng Kỷ Mùi, cung Tốn mạng hỏa, ấy là số ta. Xuân hạ sinh đặng thuận mùa, thu đông lỗi số cực thân lắm lần. Số gái hiếu thảo mẹ cha, khổ vì duyên nợ, lao đao lắm bề. Một đời chẳng đặng buồn lâu, phải duyên chấp núi mới mong sắt cầm. Số gái nếu thuận giàu sang, chồng thì thương mến, họ hàng tương lân. Tuổi muộn mới được an thân, trung niên lo tảo, chạy tần chưa nên. Số này thân kẻ bề trên, chơi cùng bạn hữu chẳng bền phản ta. Làm ăn tiền bạc có hoài, nhiều nghề viết đặng, đàn bà ít ai. Tổng quan, trong cuộc sống của nữ Kỷ Mùi gặp nhiều may mắn, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công, cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui, hôn nhân hạnh phúc, vận số may mắn nên họ không phải chịu nhiều vất vả mà vẫn đạt được nhiều những thành tựu cả về công danh lẫn sự nghiệp. Tổng kết, nữ Kỷ Mùi xinh đẹp, giỏi giang, vận số tốt đẹp và có nhiều may mắn. Đặc biệt sau khi kết hôn, con đường công danh tài lộc đặc biệt phát triển, bước sang tuổi trung niên họ có vận may về con cái. Nữ tuổi Kỷ Mùi hưởng thọ từ 70 đến 84 tuổi. Nếu sống lương thiện, tích nhiều phúc đức sẽ gia tăng niên kỷ. Tình duyên, dựa vào tháng sinh âm lịch mà tình duyên có sự khác biệt và được chia thành 3 trường hợp sau. Sinh vào các tháng 3, 6 và 10 âm lịch, vận số của họ không được tốt đẹp như các tháng khác, cuộc sống gặp nhiều khó khăn vất vả, trong tình yêu cũng vậy. Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của những người này có thể gặp phải những trắc trở và khó khăn. Cuộc sống gia đình có lúc không thuận hòa, khiến họ cảm thấy chán nản và không có tinh thần. Nếu như cả hai vợ chồng có thể tin tưởng nhau hơn nữa, cùng chia sẻ những vất vả trong công việc cũng như vướng mắc tình cảm, thì chắc chắn rằng hạnh phúc của gia đình bạn sẽ được cải thiện theo hướng tốt đẹp. Sinh vào các tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch, cuộc sống hôn nhân của Kỷ Mùi lúc đầu sẽ không được thuận lợi như họ mong muốn. Trong cuộc sống, có nhiều những bất đồng về suy nghĩ cũng như quan điểm giữa hai vợ chồng khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng trầm lắng. Để giữ vững được hạnh phúc của bản thân thì nữ Kỷ Mùi nên biết cách tự kiềm chế tính nóng nảy của mình. Nên biết học cách lắng nghe người khác nói, như vậy mới tìm ra cách giải quyết tốt nhất mọi vấn đề. Nếu sinh vào các tháng 1, 5 và 8 âm lịch thì đây là những người phụ nữ rất hạnh phúc trong hôn nhân. Kỷ Mùi sau kết hôn sẽ không phải lo lắng về bất kỳ một điều nào trong cuộc sống, hôn nhân, hạnh phúc như ý nguyện. Gia đình, công danh, gia đạo, cuộc sống gia đình hạnh phúc, yên ấm, có thành viên gắn bó, đoàn kết với nhau, về già con cái hiếu thảo, cuộc sống yên ấm. Công danh, cả cuộc đời công danh phát triển không mạnh mẽ, chỉ ở mức bình thường. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ khi bước vào tuổi trung niên, công việc ổn định, có nhiều thành tựu. Tuổi hợp làm ăn. Nếu tuổi Kỷ Mùi có ý định hợp tác làm ăn kinh doanh hay cùng đầu tư thì những tuổi sau đây sẽ rất hợp và đáng tin tưởng. Đó là Canh Thân, Quý Hợi và Giáp Tý. Hợp tác với các tuổi này sẽ rất thuận lợi và có những thành quả như ý muốn. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải luôn gặp được những người cùng năng lượng và đem lại cho mình những điều tốt đẹp. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những nhân khí xấu, những kẻ tiểu nhân hãm hại, những điều thị phi, tai ác do số mệnh tác động. Do đó, để tăng cường vận khí cát lành, chiêu đón nhân khí tốt đến với mình, hóa giải những vận xấu bao quanh, quý vị gia chủ nên thỉnh đeo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình. Ở đây tuổi Mùi nên sử dụng vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi. Vòng được làm từ một trong những loại gỗ quý hiếm nhất trong phong thủy để kỵ tà, đó chính là gỗ huyết long. Kết hợp với 3 viên đá mã não, có khắc hình linh vật tam hợp Hợi, Mão, Mùi. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào năng lượng tam hợp của quý thần mang lại may mắn, tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại sau lưng. Khi không còn điều xấu thì việc tốt đến với mình mà từ đó tài lộc, hạnh phúc cũng sẽ đến với mình.
Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tay tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú và trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý, Bính Dần, Mậu Ngọ và Đinh Tỵ, nữ kỷ mùi sẽ có được một cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc và mỹ mãn. Những người này sẽ đem đến nhiều tài lộc, một cuộc sống giàu sang phú quý đang chờ đợi nữ kỷ mùi. Cuộc sống sau kết hôn có nhiều may mắn về tài lộc, ngoài ra cũng giúp ích rất nhiều trong việc phát triển sự nghiệp. Người chồng chính là quý nhân của người vợ. Kết hôn với một trong số các tuổi Nhâm Tuất, Bính Tý, Giáp Tuất thì nữ tuổi Kỷ Mùi tuy không được hưởng cuộc sống giàu sang nhưng lại rất hạnh phúc và may mắn trong vấn đề tình cảm. Gia đình yên ấm, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo, hòa thuận, công việc làm ăn ổn định, nhiều niềm vui trong cuộc sống, về già có phúc. Kết hôn với một trong số các tuổi Kỷ Mùi, Ất Sửu, Tân Mùi, nữ tuổi Kỷ Mùi trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tiền bạc. Nếu hai vợ chồng biết cố gắng phấn đấu thì khoảng thời gian khó khăn sẽ qua đi rất nhanh thôi. Cuộc sống sau này sẽ có những bước tiến tốt đẹp. Khi kết hôn cũng nên chú ý tới tuổi cử hành hôn lễ. Kết hôn phải tuổi không hợp có thể gây ra nhiều vất vả trong cuộc sống sau này. Vì thế mà nữ Kỷ Mùi cũng nên đặc biệt chú ý, đó là vào những năm 18, 21, 27 và 39 tuổi. Tuổi Đại Kỵ. Nữ Kỷ Mùi muốn được thuận lợi trong mọi khía cạnh của cuộc sống thì cần phải tránh, hạn chế hợp tác làm ăn hay nên duyên với các tuổi Tân Dậu, Đinh Mão, Mậu Thìn, Quý Dậu, Bính Thìn và Ất Mão. Do xung khắc về tuổi nên nếu Kỷ Mùi kết hợp làm ăn với những người tuổi này thì có khả năng trong công việc phát sinh ra các vấn đề không được thuận lợi. Năm khó khăn nhất trong những năm 23, 27, 34 và 42 tuổi. Nữ Kỷ Mùi làm việc gì cũng nên đề phòng thận trọng bởi đây là các năm gặp phải khó khăn. Trong công việc nên cẩn thận hơn trong hành vi, lời nói và khi ra quyết định cho một việc quan trọng, đề phòng có người lợi dụng hoặc cản trở. Trong tình cảm cũng nên chú ý, quan tâm chăm sóc hơn tới những người mình thân yêu, đề phòng tai nạn và bệnh tật. Để gia đạo và bản mệnh luôn được khỏe mạnh, yên vui, bình an và khang thái, nữ mạng Kỷ Mùi sinh năm 1979 nên thỉnh cho mình và gia đình pháp khí chiêu phúc cầu an hàng đầu của nhà Phật, chính là Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999, mặt trước là biểu tượng của Bát Bảo nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi công việc được suôn sẻ, thuận buồm, sức khỏe an khang, có vận hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua nạn khỏi. Hơn nữa vật phẩm cũng được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ nên sẽ phát huy được công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, chọn giờ xuất hành phù hợp sẽ đem lại nhiều vận may cũng như nhiều điều bất ngờ, kết quả tốt đẹp trong công việc dự định làm. Nữ tuổi Kỷ Mùi hợp nhất xuất hành vào thời gian ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ, diễn biến từng năm. Từ năm 19 tuổi đến năm 25 tuổi, trong những năm này gặp nhiều vấn đề, nhất là chuyện tình cảm. Tình yêu đến vào độ tuổi 19, đặc biệt đẹp và thơ mộng nhưng lại không duy trì được bao lâu. Bước sang tuổi 20-21, gặp nhiều may mắn trong vấn đề công việc lẫn sự nghiệp. Tuy nhiên, ở độ tuổi này cũng không nên xuất hành đi xa vì sẽ gặp nhiều bất trắc. Trong độ tuổi 24-25, nếu lập gia đình thì sẽ rất tốt và may mắn. Cuộc sống sau kết hôn có nhiều niềm vui và thu hút nhiều tài lộc. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, khoảng thời gian này sẽ gặp nhiều may mắn về vấn đề tiền bạc, công danh sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Trong năm có quý nhân giúp đỡ nên công việc thuận lợi, suôn sẻ, cơ hội thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên trong cuộc sống gặp phải một số chuyện buồn liên quan tới gia đình, cuối năm 29 tuổi sẽ bị hao tài. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, khoảng thời gian này nên đặc biệt chú ý tới sức khỏe của bản thân. Do không hợp mệnh nên có thể dẫn tới suy yếu về mặt sức khỏe. Kỷ Mùi khi ra ngoài cũng nên đặc biệt thận trọng, đề phòng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Năm này có tài lộc đến, bất ngờ và không ổn định. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, thời gian này sự nghiệp bước vào giai đoạn ổn định và vững vàng. Con đường công danh không thấy có hiệu quả phát triển. Cuộc sống gia đình xảy ra nhiều vấn đề, làm ảnh hưởng tới tình cảm của các thành viên. Kỷ Mùi nên dành thời gian quan tâm tới gia đình và con cái để cải thiện các mối quan hệ thêm tốt đẹp. Từ năm 41 tuổi đến năm 47 tuổi,
Khoảng thời gian này là thời kỳ đẹp và ý nghĩa nhất đối với những người tuổi Kỷ Mùi. Công việc và sự nghiệp phát triển và có những bước tiến vượt bậc, tiền bạc dư giả, vận may tài lộc tới cửa. Trong cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui, con cái giỏi giang, chín chắn, tình cảm vợ chồng tốt đẹp. Thời gian này Kỷ Mùi nên có những kế hoạch để gắn kết những thành viên lại với nhau từ năm 48 tuổi đến năm 55 tuổi. Trong khoảng thời gian này, đa số mọi việc đều tốt đẹp, thuận lợi. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý cẩn thận trong tiền bạc lẫn tài chính, không nên rời nhà đi xa. Các năm khác vận số tốt đẹp và có nhiều vận may tài lộc phát triển. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, những năm này nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân, đề phòng mắc một số bệnh về đường tiêu hóa. Thưa quý vị, việc nắm bắt được tử vi trọn đời sẽ giúp cho quý vị tránh được những vận hạn và tận dụng được những giai đoạn tốt của vận trình để phát triển bản thân. Những chia sẻ trên đây mang tính chất chuyên nghiệp. Vì vậy, chúng tôi mong rằng quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có được sự phòng bị, chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc và sự như ý.